Đây là 4 mẫu laptop dành cho anh em sinh viên chuẩn bị nhập học. Các bạn là các anh chị em văn phòng muốn có một cái tiêu chí 4 cái mẫu laptop mà phải mạnh này, phải mỏng nhẹ này, và một cái thiết kế phải sành điệu và đẹp. 15 triệu bây giờ các bạn đã có thể mua được toàn những cái laptop sử dụng chip hiệu năng cao, chứ không cần phải nghĩ đến chip U trong đầu nữa. Và video này ấy, mình sẽ chia sẻ cho anh em luôn 4 cái mẫu máy đó là những mẫu máy nào, hợp với từng nhu cầu nào, có điểm mạnh gì, có những điểm gì chưa được, những điểm gì mà cần phải cân nhắc để đổi sang cái mẫu máy khác. Và nói thật là trong 4 cái mẫu laptop mình đang có trên tay đây thì có 2 mẫu đang làm video thì bị bốc đi bán rồi, tại vì là bây giờ nhiều nhu cầu người ta mua quá, mẫu đấy hot quá mà về tay không có kịp, mà phải một thời gian tiếp theo, chắc là sau video này lên thôi, là kiểu gì máy đã về rồi. Thế nên tất cả các cái mẫu máy mà tôi giới thiệu trong video ngày hôm nay, tôi sẽ để dưới phần mô tả link comment cho anh em tham khảo để xem là những mẫu máy này gì. Rồi, bắt đầu video thôi. Thì mẫu máy đầu tiên mình rất là hân hạnh để giới thiệu cho các bạn, đó chính là chiếc iPad Slim 5 2024. Và chiếc máy đấy không có trên bàn mình ngày hôm nay, lý do chính là đã bị mang đi bán từ cái lúc hôm qua rồi, và một hai hôm nữa mới về thêm cơ. Nhưng mà vẫn phải làm video để anh em tham khảo thử, tại vì hot quá mà. Thì chúng ta sẽ có một chiếc iPad Slim 5 Đếp 2024 mới nhất luôn. Và mức giá khởi điểm cho sản phẩm này các bạn cũng sẽ phải bất ngờ, tại vì là với Ryzen 7 8845H bắt bạn chỉ phải bỏ ra mức giá là 15.890K tại No One Computer. Và đương nhiên là chúng mình còn đang có chương trình áp dụng ưu đãi cho tất cả anh em sinh viên nữa. Thế nên là anh em đã muốn tham khảo ở dưới phần mô tả nhé. Về câu chuyện mức giá và bảo hành thì bên mình vẫn sẽ bảo hành 12 tháng cho anh em luôn, không phải lăn tăn. Và với những chiếc máy mới với đếp mới này thì các bạn không phải lăn tăn là máy này là máy cũ, đếp cũ. Và với cái sản phẩm này có một cái thiết kế phải gọi là rất cơ bản, không có gì gọi là đặc biệt quá, nhưng mà nó không đến mức gọi là cơ sơ sài, mà vẫn có những cái thiết kế vuốt vát nhìn rất hiện đại, rất đẹp, với cái màu sắc trẻ trung năng động. Tuy nhiên thì những mẫu máy như kiểu iPad Slim 5 này thì nó không có nhiều màu, nó chỉ có cái màu cơ bản vậy thôi. Và cái màu đấy thì nó hướng đến đại đa số tất cả mọi người đều được, con trai dùng được, con gái dùng được. Thế nên là với mình, thiết kế của chiếc iPad Slim 5 là một chiếc thiết máy thiết kế cơ bản, tối giản nhưng không sơ sài. Về mặt cân nặng hay là về mặt độ mỏng nhẹ thì iPad Slim 5 cũng có một cân nặng và độ mỏng nhẹ ở mức gọi là tiêu chuẩn. Nói chung là cứ dưới 2 cân với một chiếc laptop 14 inch mà dưới 1 cân 6 là đã đẹp rồi. Và với hoàn thiện tất cả được làm từ nhôm, và mặt chống nhiệt tay sẽ được làm bằng kim loại nhá, còn mặt đáy nó làm từ nhựa thôi. Về cơ bản là nói là tất cả những trải nghiệm các bạn sử dụng vẫn là mức cao cấp, chấp nhận được trong mức giá khoảng 15.890K. Và nói thật là tất cả những mẫu máy của Lenovo trước giờ, những cái yếu tố mà cần làm tốt như là màn hình, nó vẫn làm tốt. Tuy nhiên thì không phải một cái màn hình nó quá xuất sắc, IPS 60Hz và một cái màn hình như thế này thì nó đều mang lại chúng ta một cái trải nghiệm tốt, miễn là cái độ phủ màu cao với 100% sRGB và độ sáng lên hơn 300 nit. Như thế là nó đã đạt được cái mục đích của một cái màn hình rồi. Chỉ tiếc là nó không có màn hình tần số quét cao. Mà nếu các bạn cần màn hình tần số quét cao thì bạn sẽ phải cần nâng lên những mẫu Celsin Pro hay là iPad 5 Pro. Với Lenovo iPad 5 Slim này thì mình thấy là có một điểm mà mình nghĩ là anh em cần phải quan tâm, đó là những cái yếu tố xung quanh khác. Ví dụ như là bàn phím thì có cái trải nghiệm gõ tốt, hành trình đủ sâu và nó có phản hồi một cách rất là rõ ràng. Một cái touchpad phủ nhựa mịn cũng không quá xuất sắc, nhưng mà nói chung là đủ dùng với cả đại đa số 90% nhu cầu hiện nay. Cổng kết nối thì với chiếc máy 14 inch như iPad Slim 5 nó vẫn đầy đủ, như là HDMI, cổng nguồn, USB-C, USB-A. Nói chung là về số lượng cổng kết nối thì cũng không có gì lăn tăn. Tiếp đến là về thượng pin, cái đấy là cái mấu chốt quan trọng của tất cả anh em quan tâm Ultrabook đúng không? Thì khi mình sử dụng hỗn hợp thực tế buổi sáng và mình không dùng sạc, có đá và tự game kiểu liên minh điện thoại chơi cờ ấy anh em, thì nó có thể sử dụng từ 4 tiếng 45 phút đến 5 tiếng sử dụng offscreen thực tế. Nghĩa là về cơ bản là một buổi các bạn sử dụng thực tế trên trường thì nó không có cần đến pin. Cái này là điểm mà mình nghĩ rất đáng khen, không cần đến sạc, quên mất. Về nâng cấp thì chiếc máy này sẽ giống như bao những cái Ultrabook trong một giá thôi, là nó không có khả năng nâng cấp được RAM. Đó là cái điểm yếu duy nhất mà mình thấy là phải chấp nhận. Nhưng mà với mình là 16GB RAM, bây giờ 90% người dùng đều có thể sử dụng rồi. Đó, với Slim 5 thì tất cả các cái lựa chọn trong tầm giá này, thì nếu bạn là một người không có vấn đề gì về một thương hiệu Trung Quốc và không có vấn đề gì và cần đến 32GB RAM, thì mẫu máy này nó đạt được tất cả các yêu cầu một cái máy cấu hình cao
màn hình đủ sáng, phổ màu tốt. Đấy, và nó đạt được mọi tất cả những cái yếu tố mà mình nghĩ anh em cần rồi. Tiếp đến là một cái bộ máy mà mình đang có trên bàn đây là chiếc Dell Inspiron 5430. Với Dell Inspiron 5430 thì bạn có một cái lựa chọn an toàn cho một cái thương hiệu. Mình biết là bây giờ mua hàng theo cái cảm tính thương hiệu là một trong những cái mà rất nhiều người không còn để ý nữa. Nhưng mà tính ra khi ra đến môi trường bán hàng thực tế, các phụ huynh vẫn bảo không, tao phải chọn Dell, con tao không được dùng mã khác. Tao xin lỗi anh em nói về tao mày, nhưng mà thực sự là mình đã nghe rất nhiều những cái gọi là lời nói như thế ở ngoài rồi, vẫn không có khác biệt gì so với cả là bản thân mình khi mà chọn, nếu mình sau mình chọn cho con mình. Thực sự là thế, Dell vẫn mang lại cho mình một cái chấp niệm về một những thương hiệu có được một chiếc máy hướng đến tất cả những yếu tố là an toàn nhất. Với Dell 5430 thì chúng ta có một chiếc máy có kích thước có thể nói là không quá là to. Khi mình nhặt cạnh với chiếc Q415 mà mình đang có ở đây thì nó gần như là chỉ dày hơn một chút nhá. Và dày hơn một chút này nó sẽ mang lại một cái tản nhiệt tốt hơn. Và khi mà mình sử dụng chiếc Dell 5430 này ấy, thì mình thấy là với cái màn hình của nó thì mình khá là bất ngờ. Khi mình cầm lên thì cái độ màn hình này độ sáng khá là tốt. Đó là cái điểm mình thích đầu tiên. Thứ hai là về phổ màu thì mình khá là bất ngờ là vì độ sáng nó cao nên là phổ màu 65% sRGB của nó cũng không làm mình quá để ý. Và với màn hình với kích thước 14 inch IPS 60Hz WPA thì nó cũng không phải một lợi thế gì trong mức giá này cả. Mặc dù vậy thì nó là một trong những chiếc màn hình an toàn, không sai gì cả, cũng không có gì gọi là nổi bật cả. Với Dell Inspiron 5430 ấy, chỉ một hai cái điểm mà mình trong đầu mình cần nghĩ là anh em sẽ phải cân nhắc là cái màn hình này không có xuất sắc là cái thứ nhất, nhưng mà đủ dùng. Thứ hai là một cái khả năng nâng cấp RAM thì bị lược bỏ đi cho cái phiên bản năm nay, năm bản 2023. Còn sang 2024 các bạn tham khảo Dell 5445 bên nhà mình bán ấy thì nó lại nâng cấp được RAM rồi. Đấy, mặc dù là cái việc không nâng cấp được RAM này là điểm yếu, nhưng trên chiếc 5430 cái option mà bên mình về ấy, là bản này Dell 2023 mà nó có bản 16GB RAM luôn. Và đây là một điểm mà mình nghĩ là cũng đâu có gì để chê đâu. 16GB RAM mà hàn chết cũng chẳng sao, vì đến bây giờ 16GB RAM nó cũng đại đa số những cái nhu cầu hiện nay là dùng được rồi. Và với mức giá của nó chỉ là 15 củ hơn một chút, mà các bạn có thêm chương trình ưu đãi sinh viên nữa, thì đây là một cái cấu hình trong mức giá khá là ưu đãi của Dell. Khi mà chúng ta có i5-1340P 16GB RAM và sử dụng card Iris Edge Graphics, nói về cơ bản mà nói là vẫn là một trong những chiếc máy với i5-1340P rất rẻ với kích thước 14 inch của Dell. Và cái hiệu năng sử dụng, hiệu suất thực tế sử dụng thì đại đa số những cấu hình này các bạn đã có quen mặt rồi. Và những tác vụ hiện nay như là làm việc, chỉnh sửa hình ảnh, edit video, cắt cắt giật giật và chơi game nhẹ nhẹ như kiểu Liên Minh FIFA, thì những cái con i5-1340P với ADXE này nó vẫn dư sức để có thể là giúp các bạn clear được những công việc đó. Và cái mấu chốt của anh em quan trọng nhất là 16GB RAM thì con này có nhá. Đấy là cái mấu chốt lớn nhất. Với Inspiron ấy thì chúng ta có một cái thiết kế nó thiên về cái độ cứng cáp, thế nên là viền màn hình không phải quá mỏng đâu. Và viền máy nó cũng làm rất là dày, được bo vát CNC nhìn cũng rất là mịn và đẹp. Nói chung là về chất lượng hoàn thiện về khung máy mình cũng đánh giá là chắc chắn, không có hiện tượng ọp ẹp. Nó cải thiện khá là nhiều so với 5445, không hiểu sao là 5430 làm tốt này mà cái Dell 2024 nó làm không tốt bằng. Thực sự là 5430 làm cái hoàn thiện nó vẫn rất là tốt. Chiếu người ta kim loại, lưng kim loại mà đáy làm từ nhựa. Nhưng chúng ta có một cái thiết kế cơ bản thực dụng hơn khi mà cái phần logo Dell được dập chìm, laser chìm đây, không phải tráng gương, thế nên là nó cũng không để lại nhiều vết xước trong quá trình sử dụng. Đây là một điểm đáng khen. Và màu sắc thì các bạn có thể thấy là chúng ta có một cái màu bạc cơ bản, dùng được, ai cũng dùng được hết á. Rồi, với chiếc Dell Inspiron này thì lúc ấy mình cũng cần phải nói thêm một chút nữa về bàn phím, touchpad và những cái các cổng kết nối trên máy này cũng tiêu chuẩn như chiếc máy 14 inch thôi. Được cái là giá rẻ, có Thunderbolt, đó, có HDMI, USB và một khe thẻ SD full size, khá là hiếm gặp trong mức giá này. Rồi, và bàn phím thì cho cái hành trình phím cũng không quá sâu nhưng mà nảy phản hồi tốt, touchpad nhựa mịn, kích thước lớn cũng đủ dùng, không quá xuất sắc nhưng cũng là 90% nhiều người nay dùng được rồi. Có gạt che camera các thứ thực tế. Tuy nhiên thì với phiên bản mà mình đang có ở đây thì lại không có những cái trang bị bảo mật như là Windows Hello, camera hay là chúng ta có nút vân tay. Thôi cái này không có cũng được, chả sao cả.
Nói chung là về Dell Inspiron 14 5430 này thì là một sự lựa chọn an toàn cho tất cả các bạn không thích những thương hiệu Trung Quốc, không thích thương hiệu Đài Loan mà chỉ thích Mỹ, và một cái lựa chọn an toàn thực dụng cho tất cả nhu cầu, cứng cáp, bền bỉ, không phải lo vấn đề là dùng lâu bị xuống cấp, thì mấy con Dell Inspiron 5430 này là sự lựa chọn không tồi. Nhưng mà để sang một cái lựa chọn khác mà mình nghĩ là nó tập trung vào độ ăn chơi, tập trung vào option, tập trung vào sự hưởng thụ hơn, thì chiếc Dell kia không thể nào mà bằng chiếc Asus ZenBook Q415 MA, nếu mà mình nhớ chuẩn là mã MA rồi. Và với bên mình đã có hai cái phiên bản là 415 và 425, thì cả hai phiên bản này đều mang lại cho chúng ta một cái mấu chốt trong mức giá này mà tất cả các mẫu máy trong tầm tiền này đều đang chưa làm, đó là một cái màn hình OLED. Và chiếc Asus VivoBook, xin lỗi ạ, là Asus ZenBook OLED này, chúng ta có một cái màn hình OLED với độ xe đâu sâu rất là đen. Tiếp đến thì anh em có thể thấy ngay là dây này vân tay rất là nhiều, tại vì có cảm ứng luôn, OLED có cảm ứng. Mặc dù với mình thì cảm ứng nó không phải là một trong những cái tính năng quan trọng, cơ mà có cảm ứng méo mó con không, chỉ giúp cho nếu mà máy chẳng may mà mình hỏng thì anh em thay thì nó sẽ hơi nặng đồ tí, cơ mà không sao. Ở No One Computer ấy, thì bên mình sẽ bảo hành 12 tháng các bạn, thế nên mà màn hình có lỗi thì chúng mình sẽ bảo hành cho nha. Rồi, một cái phổ màu tốt, đương nhiên rồi, OLED chúng ta phải yêu cầu một phổ màu tốt với B3 tốt, sRGB tốt và tương phản lên đến hơn 11.000. Nói chung là với độ tương phản của một cái tấm nền OLED mà hơn 11.000 thì nó cũng không phải xuất sắc đẳng cấp gì đâu, tuy nhiên thì nó cũng là ngon rồi. Với cái độ tương phản này thì nó sẽ mang lại một cái màu đen sâu, và nếu bạn đang nhìn cái video đối chiếu mình với một cái tấm nền IPS bình thường thì bạn có thể nhìn thấy là wow, nó là tốt hơn hẳn. Với độ tương phản là 15.690 chia 1. Tiếp đến ý, về cái tần số quét thì màn hình này cũng 60Hz. Mình khá là đáng tiếc khi mà trước đây cái mấy mã của Asus thì nó có màn hình tần số quét 90Hz, mà lên 60Hz thì nó sẽ hơi thiếu một tí. Mình nghĩ là hơn tí sẽ ngon hơn. Mặc dù vậy thì cái sản phẩm này thì sẽ được cái là anh em sẽ có một cái date mới với Core Ultra, là cái thứ nhất. Giá rẻ như này mà có Core Ultra là ăn đứt con Dell Inspiron mà mình vừa giới thiệu. Tuy nhiên thì Core Ultra rẻ nó phải có một cái gì đánh đổi đúng không? Là 8GB RAM thôi. Đấy, mà nếu anh em muốn RAM 16 thì anh em phải lên Q425 mà nhà mình bán nhá. Rồi, mặc dù vậy thì 8GB cũng không sao cả. Mình sử dụng thực tế tất cả các nhu cầu hiện nay như là edit video cắt cắt cơ bản, đủ cắt ghép để làm video lên kênh shop của mình, hay là mình có nhu cầu sử dụng để soạn thảo văn bản thì con này vẫn rất ok. Và đặc biệt là với cái màn hình 16:10 trên chiếc máy này thì mình thấy là cái cấu hình này nó vẫn có thể là cân tốt được tất cả tác vụ hiện nay và mang lại cái trải nghiệm sử dụng tổng thể là tốt. Đó, một cái cấu hình ăn chơi cũng mới mẻ, và với Core Ultra thì bạn sẽ mang lại cho chúng ta một cái hiệu suất chơi game tốt hơn so với Intel Xe trước đây, khi mà hiệu suất của nó sẽ gần bằng hoặc là tương đương với cả con Radeon 780M với Intel Arc Graphics. Với nhu cầu sử dụng thực tế của mình thì thời lượng pin của con máy này nó mang lại một trải nghiệm mình đánh giá là cũng tốt khi mà mình sử dụng thực tế. Và với Core Ultra là cái thứ nhất này, nó có chuẩn Intel Evo nhá, là thứ nhất này. Thứ hai là có màn hình OLED và độ sáng mình để khoảng loanh quanh khoảng 270-300 nits, mình để khoảng 15% thôi, mình sử dụng khoảng 6 tiếng rưỡi đến 7 tiếng offscreen thực tế, như thế rất là khen đó. Và nói thật là cái nhu cầu sử dụng thực tế của mình với chiếc ZenBook này đó là mình không điểm gì để chê cả. Và trong mức giá 15.890, khoảng quanh 15-16 triệu, có thể là 15-16 triệu, có thể là mức giá nó sẽ thay đổi từng đợt nhé, anh em tham khảo dưới phần comment và mô tả. Thì chúng ta có một chiếc máy full nhôm toàn thân, chứ không phải là chiếu kỳ tay nhôm hay là mặt đáy thì lại là nhựa. Nhưng mà chúng ta có một cái chiếc máy full nhôm mà được thiết kế vuông vức, vát, cành, thẳng, thớ luôn, và không bo góc bo gủng gì cả, nhìn phải gọi là sleek, clean, hiện đại. Và nói thật là cái thiết kế chiếc máy này là một trong những chiếc máy có kích thước lẫn cân nặng nhỏ nhất trong mức giá mà mình tìm được, cạnh với cả một con máy nữa tí mình sẽ giới thiệu cho anh em. Và về cổng kết nối, đương nhiên vì là chiếc máy này nó thiên về độ bỏng nhẹ nhiều quá nên là chúng ta sẽ có một cổng USB-A ở bên cạnh trái, và bên cạnh phải chúng ta có thêm hai cổng Thunderbolt và một jack của một tai nghe 2.5 cộng là một HDMI thôi. Thế nên là cổng kết nối về cơ bản là các bạn sẽ phải cần thêm hub nếu các bạn có nhu cầu sử dụng nhiều cổng kết nối. Tuy nhiên thì mình cũng đang dùng một con Aspire Switch, con Switch 3 cổng kết nối nó cũng tương tự như này, và mình dùng một chuột một cái chiếc tai nghe là cũng đã đủ. Về bàn phím thì mình thấy là bàn phím nó có cái trải nghiệm hành trình giống như con Dell Inspiron lúc nãy,
cũng vừa đủ ở mức trung bình, nhưng mà phản hồi phím thì nó lại không có cái độ cứng, không có tắc tai nhất định, không có độ gọi là phản hồi giữa hành trình phím nhất định, nó chỉ ở mức gọi là có. Tuy nhiên thì cái hiện tượng rumble trên keycap này mình cảm thấy là nó hơi nhiều. Nói chung bàn phím cái này là đủ dùng, không xuất sắc. Nhưng mà touchpad nó ngon vãi. Touchpad phủ gương, kích thước to, và nó ăn đứt tất cả những con trong mức giá này. Tuyệt vời. Về loa thì thực ra mấy cái chiếc loa Harman Kardon này thì mình thấy là từ nãy giờ mình không nói về loa những chiếc máy văn phòng này, vì cơ bản là nó cũng không có cái trải nghiệm khác biệt quá so với cả trước đây. Thế nên là mình sẽ bỏ qua vấn đề về loa, đủ to, đủ dùng thôi. Được cái là sản phẩm này chúng ta cũng sẽ có che gạt và có camera IR để chúng ta bảo mật khuôn mặt. Đây là một cái trang bị mình nghĩ là đáng giá trong phân khúc này. Và về nâng cấp thì các bạn sẽ cần phải cân nhắc là con này không nâng RAM. Đấy là cái điểm mấu chốt thôi. Và đó là cái mẫu Asus ZenBook Q415MA. Và sang đến mẫu máy cuối cùng, mà mẫu máy mà đợt này mới đây Duy Anh vừa làm phát bay mất mấy con rồi, và trên tay mình đã không có. Mặc dù vậy thì trải nghiệm của mình sẽ chia sẻ cho các bạn là về mẫu HP Envy X360/2024. Mình khá là bất ngờ là một cái mẫu HP Envy này mà đến 2024 này mà sử dụng một cấu hình mới toanh, Ryzen mới toanh mà có 15890. Cái trước mình còn làm ở đời thời mình làm 2022, HP Envy X360 không có giá này đâu. Nó phải mức giá tầm 20 củ, 19 củ cho nó mức giá gọi là khởi điểm cơ. Nhưng mà con này chúng ta đã có một cái chip Ryzen mới nhất mà có 16GB RAM. Có thể là hàn chết, không có sao cả. Nhưng 16GB RAM, Ryzen 5 mà HP Envy là đàng hoàng nhé. Đó là dòng trung cấp của HP ấy, mà mức giá chỉ 15.890. Nghĩa là gần như bây giờ những cái mẫu HP Pavilion mình nghĩ là thôi cũng bỏ qua được rồi. Mà những cái mẫu này có thiết kế rất là đẹp. Và đó là mẫu máy 20 in 1 duy nhất trong mức giá này mà các bạn có thể tham khảo, với mức hiệu năng tốt, với RAM 16GB và một cái sản phẩm về cơ bản mà nói là tất cả những thứ là tròn vai, như một chiếc màn hình 65% sRGB, độ sáng khoảng 270-280 nit. Về cơ bản là một cái chiếc máy với màn hình đủ dùng, không quá là sông sinh nhiều lựa chọn về mặt gọi là option lắm, mà mình thấy là HP Envy đợt này có option này thôi. Nhưng mà từ cái là date mới và một cấu hình như thế, nó mang lại cho mình một cái trải nghiệm cũng rất là bất ngờ. Khi mà một máy 2-in-1 thì thường nó bị khuất đi một chút về mặt hiệu năng, tại vì là nó tập trung vào mặt thiết kế 2-in-1, thế nên là tản nhiệt không được mát mẻ, không được hiệu năng cao lắm. Tuy nhiên thì HP vẫn sẵn sàng nhét chúng ta một cái chip hiệu năng cao của Ryzen vào, và một cái mức hiệu suất mang lại để chơi game hay làm việc nó vẫn quá là vui vẻ, vẫn quá thoải mái. Các bạn có thể edit video và chơi game thoải mái trên những chiếc máy đấy. Và những cái tác vụ nặng hơn, kể cả là bạn có coding trên những chiếc máy đấy thì cũng rất là không tồi, tại vì chúng ta có một chiếc máy với RAM 16 cũng là đủ rồi. Với những chiếc máy của HP Envy X360 thì mình sẽ thấy là thời lượng pin của những chiếc máy 2-in-1 này nó sẽ hơi bị khuyết đi một chút so với những chiếc máy văn phòng bình thường, vì là không gian bên trong của nó sẽ hơi nhỏ. Mặc dù vậy thì với chip Ryzen ấy, nó sẽ mang lại cho chúng ta một cái thời lượng pin rất tốt, với 4 tiếng rưỡi và 5 tiếng on screen thực tế là max độ sáng, tại vì là độ sáng của màn hình đấy nó ở mức 270, để max độ sáng nó sẽ ngon hơn anh em. Và cái thiết kế của sản phẩm này nó mang lại cho mình một cái trải nghiệm khá tốt, khi mà nó mang lại một cái thiết kế gọn gàng, đẹp, sạch, vuông vức, và mình thích cái logo của HP làm rất là clean, sành điệu và hiện đại. Trong thiết kế của HP Envy 360 ấy, thì mình thấy là về phần bản lề, khi các bạn mở ra mở vào thường xuyên ấy, mình thấy cũng không có vấn đề lăn tăn đâu. Họ siết bản lề một cách khá là vững, khá là chắc tay. Thế nên là nó cũng không thể nào mở một tay dễ dàng được. Cơ mà cũng mấy khi mà các bạn dùng laptop 2-in-1 mà các bạn mở một tay đâu. Thường là các bạn sẽ gập máy như này đúng không? Và chúng ta sẽ cầm cái máy lên và chúng ta sẽ gập. Con này mở được 360 không anh nhỉ? À không, được 180 thôi. Không sao cả, nhưng mà về cơ bản là với HP Envy X360 thì chúng ta cũng sẽ có những cái trải nghiệm sử dụng mà mình thấy cũng giống như HP Envy bình thường á. Một chiếc bàn phím có hành trình phím đủ dùng, một chiếc touchpad cũng đủ dùng, và một chiếc loa, tất cả mọi thứ đều nằm mức cơ bản, đủ dùng, không xuất sắc. Vậy thì HP Envy X360 có điểm gì xuất sắc trong mức giá đấy mà mình lại khuyên anh em nên mua trong cái top 4 này? Đó chính là một trong những chiếc máy 2-in-1 date mới nhất, cấu hình Ryzen mà 16GB RAM. Hiện tại với mức giá 15 củ thì nó là phá giá trong cái phân khúc này rồi. Và với 2-in-1 ý, bạn có thể sử dụng và để mang đi thuyết trình dễ dàng, mang đi show thông tin, họp khách hàng đơn giản hơn, và nó cũng đa di năng hơn trong cái quá trình sử dụng. Các bạn có thể là mang lên giường, khoảng 2-in-1 phát lên giường sử dụng một cách thực tế.
Tất nhiên là mình không khuyến cáo các bạn cầm máy lên xuống hay là sử dụng cầm máy liên tục trong một thời gian dài vì trọng lượng nó cũng không có friendly quá với nhu cầu sử dụng như thế. Nhưng mà nó đủ để cho các bạn có thể là cầm lên giường, sử dụng phè phỡn, xem phim, sướng. Hay là bạn có thể gập vào, để bàn phím với touchpad ở trên, gập cái màn hình ra và chúng ta chơi game trai hát dí sát màn hình này, nó cũng được. Và đó tất cả gì trong video ngày hôm nay về 3 hay là 4 mẫu máy mà mình giới thiệu. Thì trên tay mình đây là có 2 mẫu thôi, rất là thông cảm anh em nhé. Mặc dù vậy thì nhu cầu sử dụng thực tế của mình với 4 mẫu máy này thì mình đều thấy là nó có những cái nhu cầu như sau. Với Slim 5 thì các bạn sẽ có một chiếc máy rất quốc dân, tất cả các nhu cầu sử dụng thực tế này các bạn sử dụng được, hoàn thiện chắc chắn, màn hình tốt, bàn phím tốt, cầu kết nối tốt, nâng cấp nhé. Và một chiếc máy như là Dell Inspiron đây thì tất cả mọi thứ đều được, thương hiệu tốt, hoàn thiện cũng đứng cung cấp, có nâng cấp RAM thông xạo cũng chẳng sao cả. Được cái là hợp lòng phụ huynh và hợp lòng với nhu cầu các bạn là muốn mua đi bán lại thì những mẫu máy Dell này sẽ rất hợp và tính hao hao nó ít, không có nhiều. Hay là một mẫu máy mà thiên về độ ăn chơi hơn, trải nghiệm sử dụng là theo mình đánh giá là tốt nhất về mặt thị giác, đó là con ZenBook 415 BA này, có màn hình OLED, có thiết kế đẹp, clean, màu sắc nhìn hợp với anh em con trai nhất này. Đó, và một chiếc máy duy nhất trong tất cả đây có Contra 5. Và cuối cùng là mẫu HP NVX 360, có chiếc máy 2-in-1, nó đa di năng nhất cho mọi nhu cầu, có 16GB RAM và Ryzen 5 đế mới 2024. Rồi, nếu các bạn xem qua video này các bạn tổng hợp được 4 cái bộ máy mà mình vừa kể trên, máy nào hợp với các bạn nào hơn thì bạn có thể là tham khảo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Video này hơi dài nhưng mà mình muốn nói chi tiết cho các bạn để các bạn có thể là cân nhắc trước khi mua. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.